Xin chào quý khán giả đang đến với Mega Grand News, chuyển động của Phú Đông. Vĩnh Phúc đang có mặt tại công trường của Mega Grand World Hà Nội, một kỳ quan sắp xuất hiện tại thành phố điểm đến Ocean City vào tháng 12 năm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường hiện nay thì hiếm có nơi nào mà không khí thi công vẫn đang vô cùng sôi nổi. Dù nhiệt độ trong những ngày hè như thế này thì luôn trên dưới là 40 độ C. Một điều kiện thời tiết rất nóng nhưng không thể nóng bằng đó là tinh thần, đó là nhiệt huyết của hơn 4.000 công nhân và cán bộ nhân viên đang ngày đêm thi công 3 ca liên tục 24/7 cho Mega Grand World Hà Nội. Dù chỉ mới bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 3/2023 nhưng đến nay Mega Grand World Hà Nội đã và đang chuẩn bị cán đích nhiều hạng mục quan trọng tại hai phân khu The Venice và K Towers, dự kiến sẽ hoàn tất xây dựng vào giữa tháng 9 và chính thức mở cửa đón khách vào đầu tháng 12 năm nay. Thưa quý vị, Vĩnh Phúc đang có mặt tại phân khu The Venice với dòng sông xanh hiền hòa có chiều dài gần 1 km, chiều rộng từ 20 đến 36 m và với độ sâu thì hơn 1,7 m. Mặc dù là gần 6 tháng nữa thì Mega Grand World Hà Nội mới bắt đầu khai trương, nhưng hiện nay quý vị đã thấy gần 30.000 khối nước đã được bơm vào lòng hồ. Hàng chục chiếc thuyền gondola sẽ có mặt để sẵn sàng phục vụ du khách có thể khám phá thưởng ngoạn đối bờ sông Venice với những biểu tượng kiến trúc đậm chất Tây phương như là tháp đồng hồ Venice cao 36 m đang được gấp rút hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài. Quý vị còn sẽ có đó là quảng trường Piazza rộng tới 6.900 m² hiện đã hoàn thiện cùng với nhiều hệ cảnh quan tiện ích khác cũng đang được gấp rút triển khai. Như quý vị đã thấy, đó là hành lang hai bên bờ sông đã hoàn thành ạ. Và đây chính là khu vườn hoa cũng đã được ươm trồng cạnh bên các bức tường cổ điển châu Âu vô cùng đẹp mắt. Đặc biệt, dòng sông Venice cũng đang được lắp đặt hệ thống nhạc nước, máy trình chiếu mapping và ánh sáng hiện đại bậc nhất thế giới để trở thành sân khấu cho những show trình diễn đặc sắc mỗi ngày. Thưa quý vị, trên Vĩnh Phúc đang đứng đó là phần móng của trò chơi giải trí được rất nhiều những bạn trẻ yêu thích, đó là Skyrock. Và công trình này sẽ được khẩn trương lắp ráp các thiết bị ngay trong thời gian sắp tới. Vậy thì bên cạnh trò chơi Skyrock tại hai công viên giải trí, đó là VinWonders Hà Nội Wave Park và VinWonders Hà Nội Water Park sẽ nằm ngay cạnh đó là Mega Grand World Hà Nội. Chủ đầu tư cũng sẽ lắp đặt bổ sung thêm rất nhiều những trò chơi giải trí hấp dẫn như là Magic Boy, Balloon Tower, Junior Coaster hay đu quay trên khí cầu, đu quay đạp xe, nhằm có thể mang đến thật nhiều những trải nghiệm thú vị cho tất cả các du khách vào tháng 12/2023. 100% các dãy shop thuộc cả hai phân khu đó là The Venice và K-Town đều đang được bước vào giai đoạn hoàn tất thi công về tầng áp mái. Và nổi bật tại phân khu The Venice thì 55% số căn shop đã thi công xong phần bê tông cốt thép mái và 95% số căn shop đã xong bê tông cốt thép của tầng 5. Và các dãy phố sẽ được hoàn thiện bàn giao cho các nhà hàng kinh doanh ngay từ tháng 12/2023. Xung quanh đây là những gian shop tương lai sẽ là hàng trăm thương hiệu lớn nhỏ. Chủ đầu tư đã huy động Vincom Retail và Vinhomes hợp lực để mời về các brand đình đám đủ mọi lĩnh vực. Và đến dịp cuối năm nay, khoảng tầm Noel, thì chúng ta đã có thể vừa đi mua sắm, vừa có thể đi ăn uống và gặp gỡ bạn bè ngay tại đây. Tại dòng sông Venice này chính là nơi diễn ra show trình diễn The Grand Voyage. Trên bờ tại vị trí Vĩnh Phú đang có mặt tại đây sẽ là nơi diễn ra các hoạt động hoạt náo đặc sắc mỗi ngày. Tiếp nối chuyến hành trình tham quan công trường Mega Grand World Hà Nội, Vĩnh Phúc xin mời quý vị sẽ cùng đến ngay đó là những cây cầu thịnh vượng, không chỉ đóng vai trò đó là kết nối giao thông hay giao thương giữa các khu vực, mà đây chính là những cây cầu mang tính biểu tượng cho vẻ đẹp về tinh hoa kiến trúc của Mega Grand World Hà Nội, là điểm đến check-in của bất cứ ai khi quý vị đặt chân đến đây. Đây là cây cầu Đông Tây, cây cầu nối liền The Venice và K-Town xuyên qua vành đai 3.5, hiện đã xây xong phần thô kỹ thuật và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8/2023. Cầu sẽ có chiều dài lên tới 100m, cao 5,5m và rộng 12,6m. Và đặc biệt, đây là cây cầu đi bộ hiếm hoi ở Việt Nam được trang bị hẳn thang máy hiện đại để phục vụ cho quý người dân và du khách của chúng tôi. Còn đây là cầu sống, cây cầu nối liền K-Town và trung tâm thương mại Vincom Megamall xuyên qua đại lộ San Hô. Hiện đã hoàn thiện được phần cơ bản là phần thô kỹ thuật và dự kiến cũng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8/2023. Cầu sống thì có chiều dài lên tới là 83m thưa quý vị, cao 5m, rộng 8,5m với thiết kế độc đáo mang cảm hứng từ đại dương. Bộ đôi cây cầu hoàng gia kết nối đôi bờ sông Venice với chiều rộng là 5,5m và chiều dài 26,5m hiện cũng đã hoàn thành toàn bộ về phần cứng và đang tiến hành lát đá, dự kiến sẽ hoàn thiện ngay trong tháng 7 này thưa quý vị. Có một câu nói đó là áp lực tạo nên kim cương. Dù trước mắt vẫn còn những khó khăn thách thức, nhưng với lòng quyết tâm cao độ của hơn 4.000 cán bộ công nhân viên, tháng 12 tới đây thì Mega Grand World Hà Nội sẽ vén màn chào đón du khách trong một diện mạo hoàn hảo nhất. Thưa quý vị, công trường dự án vẫn đang liên tục thay da đổi thịt từng ngày. Và nếu quý vị khán giả mong muốn có những trải nghiệm cực kỳ thú vị như Vĩnh Phú ngày hôm nay, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với hotline của dự án để đặt lịch vào tham quan công trường trong hai khung giờ, đó là từ 11 giờ đến 13 giờ 30 sáng và 17 giờ đến 18 giờ chiều mỗi ngày. Giờ thì mời quý vị quay trở lại với trường quay Mega Grand News, chuyển động cùng Phú Đông.